khi Đình Thảo order cái nào là em hát cái đó. Em có quyền đứng đi hát, em có quyền đi đi diễn, em có quyền xuống kia, thoải mái. Ủa, lâu rồi, thử nha, bây giờ thử nha. Khi anh nói cái nào là em diễn cái đó liền, chuẩn bị chưa? Chuẩn bị xong chưa? Rồi, game thứ hai nha quý vị. Game thứ hai, yeah. Mà Việt Thảo còn biết được Phượng Mai đóng nổi bật những cái vai không phải nữ nha. Nữ mà chỉ muốn đóng vai nam nữa. Ủa, giả trai. Diễn nữa anh, diễn nữa hả? Ờ, muốn diễn thì diễn, không diễn thì thua đáng chịu nha. Dạ. Bây giờ Lữ Bố trong Phụng Nghi Đình. Lữ Bố. Phụng Nghi Đình đã đến, sao chẳng thấy nàng điêu. Vậy ta mau tóc tam ký tiền, chờ nàng qua đây để cùng ta đối diện. Yes, đó là Lữ Bố. Yeah. Bây giờ một vai nam khác, nữ mà bắt đóng vai nam cơ mà, Lương Sơn Bá Trúc Anh Đài. Thì Lương Sơn Bá Trúc Anh Đài có nhiều đoạn trên cầu, Lương Sơn Bá Trúc Anh Đài lúc khóc và lúc chết. Lương Sơn Bá lúc chết. Lương Sơn Bá lúc chết. Người từ nói chết hết hát. Anh Đài gì đó mày? Ơ lộn. Chết. Okay. Chết anh. Trúc Anh Đài nghe. Em chết em phải kêu anh Đài chứ tất tình mà. Kêu. Trúc Anh Đài. Dạ. Anh đừng làm em đang diễn mà. Anh Đài. Game mà. Phần số ơi, phần số. Tương lai ơi, tương lai. Khoan, game khoan. Lúc đó Lương Sơn Bá ngồi ghế hay nằm? Ngồi. Mà ghế ngồi. Ghế này hay ghế gì? Dạ không, ghế khác. Ờ, ghế khác có chỗ vịn không? Dạ có. Ờ rồi, hát tiếp. Nếu kiếp này không hề gặp nhau, anh xin hẹn với nàng mai sau. Anh Đài. Dạ. Chưa chết phải chết. Đúng không? Chưa chết. À, chưa chết. Chết lâu lắm, đợi tới chết lâu lắm. Ok. À, làm luôn một vai nam nữa, ừ. Triệu Tử Long trong Tam Quốc Chí lúc đi phò Lưu Bị. Trời ơi, sao bất tử vậy? Chính thị. Dạ. Rền quay sâm chính châu điều khiếp đảm. Danh anh hùng bốn bể thái kiên quay lâm trận đồ trảm tương đoạt quan nhất dân nhất mã tôm thâu binh à địa. Cha dữ quá. Kìa, thấy nhỏ không? Nhỏ bên nút qua nó vỗ tay quá trời. Ok, bây giờ từ giờ vai nam bây giờ đóng vai nữ nha. Vai nữ. Vai nữ, trong những cái vai nữ thì anh biết có Đào Tam Xuân, trong vở tuồng Đào Tam Xuân. Lúc cái đoạn mà báo phu cù, tức là thu hận báo cho chồng. Bây giờ em nữ đó, nữ nha, hết nam mà nghe, chuyển hệ đi cưng. Chuyển hệ. Chuyển qua nữ. Đào Tam Xuân, báo phủ cù. Dạ. Quân sĩ. Ủa sao dữ vậy? Bạch kỳ hải treo lên trên đầu chính khăn tàng, vạch đất chi trời minh chứng, xin chứng cho lòng hồn về đây, xin chứng cho lòng diệt tông dương mong sao trả thù phụ quân. Đã cương quyết quyết sống cương quyết, báo sông thù thầm mới an tấn lòng, mới an tấn lòng hồn anh linh chờ tin em. Đạp cho tông trào tiêu tan, báo sông thù thâm. Tiếng quân chưa đã,
Em ra Tiến Quân nguyên ban nhạc cho anh La Giả nè. Ban nhạc cho La Giả nghe. Đứng dậy. Đứng dậy, đứng dậy, Tiến Quân lại cái. Tiến Quân. Dạ. Trời ơi. Ok, một cái nữa, một game nữa nghe. Bây giờ đó là hồ quảng, nam nữ có. Nhưng mà Phượng Mai đâu có phải chỉ là hồ quảng đâu, em mắc cải lương được. Và việc Thảo nhớ cái tuồng Thái Hậu Duyên Nhân Nga trước tiên là phải nói Thanh Nga trước. Phải không? Thanh Nga trước. Và sau này là em, đúng không? Dạ, sau này là em là cái người được tuyển ở ở tại Sài Gòn. Bây giờ em là Thái Hậu Duyên Nhân Nga. Duyên Nga. Dạ. Thái Hậu Duyên Nga hả? Thái Hậu Duyên Nga, trời tự nhiên bất tử. Bất tử là không chết mà. Em nhớ của nằm ra thấy không? Muôn tàu Thái Hậu tới phiên của ngài. Giờ này non nước đang trào dâng, bao cuồng phong biết chăng trong triều sôi râm, chỉ mong chỉ lo dương quyền, không nghĩ chi quân thù biên thùy đang ngày đêm đang mong quên rồi anh ơi. Không sao, lâu quá em không nhớ. Không sao, rất cảm ơn, hay quá.